Nó cầm vào miệng nó. Cái con chuột. Con chuột mít. Rồi dậy thì cho ăn cháo đi. Cái gì ấy? Vẫn còn mút đi muối quýt. Muốn nằm ra người, nó mút ăn thẳng thật đấy. Sợ người khác lấy mất. Thôi thôi thôi, chị mình chui đấy. Cái cái muối quýt trộn kinh. Đó. Thôi con đừng có bò vào xuống đất. Con có lấy cho lên miệng con đấy. Đấy là lên đầu rồi kinh. Chứ mà gớm, ôi giời, tóc tai vù dù ra quay phim. Ôi giời. Sao trần. Đổ nước. Vì Phương làm đổ nước rồi. Ủa? Con đi bỏ quay lại chỗ bạn này. Rồi bỏ ra đất nữa nhá. Bỏ vào chỗ có nhiệt đấy. Anh chạy xuống thì nhìn biết nó mút lắm kìa. Mút càng. Từ nãy mấy mút này em cho nó mút khô. Mút nhá nó ăn. Có vẻ thích. Có vẻ thích quả anh hợp nè. Thích ăn. Được. Ngồi lên để ăn cháo đi con. Ngồi lên gì cho ăn cháo nào. Bé Mít ơi, ăn cháo không? Má. Cho vào xe đứng nhá. Đứng ngồi yên để con ăn cháo nhá. Thôi bỏ cái muối này đi. Không chơi được nữa đâu. Cái con chuột nó cắp đi đâu ấy nhở? Ớ nó làm gì muốn tại tát trình tát đường trình kiểu ba thạch lau ghế cho con kìa. Lên ngồi ăn được con đi, không có ngồi nữa được không mất. Em ngồi nát cho anh ngồi ghế nát.
Nej, mer fire än bitarna. Biết rồi. Mam mam. Ôi, ăn lại còn ngậm những cái con khỉ gió này nữa. Gì buồn cười con quá à. Mommy.